Nên mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mẹo để làm cái nhiệm vụ đám nhau này dễ nhất. Đây là một cái lỗ hổng của game. Thứ nhất, trước khi làm nhé, chơi trên chế độ Very Hard. Mỗi lần mà tới cái nhiệm vụ này, đấm nhau rất là nản. Tụi nó đấm mình một hai cái là mình tập, mà mình đấm nó cả trăm cái cũng chả thấm vào đâu cả. Nên trước hết mà các bạn đánh á, có hai cách nè. Nó cũng tương tự nhau thôi. Trước khi mà đánh á, thì tới cái hội thoại là Starfire, tháo một cái vũ khí cận chiến ra, drop ra. Ở đây mình sẽ drop cái mã tấu này ra, nhấn nút X để drop ra. Drop ra nó nằm đây, nó nằm đứng lên này. Nhưng mà đừng có nhặt lên vội, đừng có đụng vô nó luôn. Rồi sau đó bắt đầu đánh lộn. Lúc mà nhân vật của mình đưa hai cái tay lên rồi á, thì R đã nhặt lên. Rồi sau đó nhấn chuột trái thì nó sẽ rút cái vũ khí mà các bạn mới nhặt ra. Chém nhau nó dễ hơn là đấm nhau. Mà đấm thì tụi này không thấm vô đâu hết. Đó là cách đầu tiên. Cách thứ hai là các bạn đang đấm nhau thì cứ vô kho đồ của mình. Dù như bây giờ muốn đổi qua cây kiếm nhật đi, thì mình cũng vô kho đồ, mình cũng thả cây kiếm nhật ra. Nhưng mà phải làm nhanh nữa không tụi nó đánh bạn. Rồi sau đó nhặt lên, rồi lại nhấn chuột trái, thế là nó rút cây kiếm giật ra. Thế là chém tụi này dễ hơn rất là nhiều. Nhưng mà các cách đánh lộn này cũng tương tự nhau thôi. Nếu các bạn mà đánh tay mà ok rồi á, thì đánh bằng kiếm thì cũng vậy thôi. Cái cách chơi thì vẫn tương tự, chỉ là nếu mà sử dụng kiếm để nhanh hơn. Lưu ý là nếu mà sử dụng súng á, thì các bạn không thể nhặt súng ra được nha. Mà nếu mà sử dụng những cái vũ khí mà có ống ngắm á, thì không thể lùm lên được nữa. Cái video cũng ngắn thôi. Nếu mà các bạn có câu hỏi gì thì có hỏi bên dưới phần comment.